Phật tử đại Bồ Tát nên làm thế nào biết Như Lai ứng tránh đẳng giác vào bát niết bàn. Phật tử đại Bồ Tát muốn biết Như Lai vào đại niết bàn thì phải biết rõ nguồn gốc của tự tánh, như chân Như niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như thật tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như pháp giới niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy như hư không niết bàn như lai niết bàn cũng như vậy như pháp tánh niết bàn như lai niết bàn cũng như vậy như lìa dục tế niết bàn như lai niết bàn cũng như vậy như vô tướng tế niết bàn như lai niết bàn cũng như vậy như ngã tánh tế niết bàn như lai niết bàn cũng như vậy như tất cả pháp tánh tế niết bàn như lai niết bàn cũng như vậy như chân như tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Tại sao? Vì niết bàn không sinh không xuất, nếu pháp không sinh không xuất thì không có diệt. Phật tử, Như Lai chẳng vì Bồ Tát nói rốt giáo niết bàn của các Như Lai, cũng chẳng vì Bồ Tát thị hiện việc đó tại sao vì muốn khiến cho tất cả như lai thường trụ ở trước họ ở trong một niệm thấy tất cả chư phật quá khứ vị lai sắc tướng viên mãn đều như hiện tại cũng chẳng khỏi tưởng hai chẳng hai, tại sao vì đại Bồ Tát đã vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các tưởng chấp trước, Phật tử chư Phật Như Lai vì muốn khiến cho chúng sinh an vui mà xuất hiện ra đời, vì muốn khiến cho chúng sinh sinh luyến mộ mà thị hiện vào niết bàn, nhưng Như Lai thật không có ra đời cũng không vào niết bàn, tại sao? Vì Như Lai thường trụ pháp giới thanh tịnh tùy tâm chúng sinh mà thị hiện niết bàn. Phật tử ví như mặt trời mọc chiếu khắp thế gian, ở trong tất cả đồ có nước thanh tịnh thì hình bóng đều hiện vào, khắp cùng nơi chúng sinh mà không đến đi, nếu đồ đựng bị bể thì sẽ không hiện hình bóng. Phật tử ý các vị thế nào hình bóng đó chẳng hiện là lỗi mặt trời chăng? Đáp rằng không vậy, vì do đồ đựng bị bể chứ chẳng phải lỗi của mặt trời. Phật tử mặt trời trí huệ của như lai cũng lại như thế. Hiện khắp pháp giới không trước không sau trong tâm đồ đựng của tất cả chúng sinh thanh tịnh thì Phật đều hiện ra. Tâm thường tịnh thì thường thấy thân Phật. Nếu tâm bẩn đồ đựng bị bẻ thì không nhìn thấy được Phật phật tử nếu có chúng sinh nên dùng niết bàn độ được thì như lai bèn vì họ thị hiện niết bàn nhưng sự thật như lai chẳng sinh chẳng mất chẳng có diệt độ phật tử ví như lửa trong tất cả thế gian hay dùng lửa để làm việc hoặc có lúc một nơi lửa tắt ý các vị thế nào lửa tất cả thế gian đều tắt hết chăng đáp rằng không vậy